chuẩn store. Hân hạnh đồng hành cùng Hỏi Đi Đáp Luôn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Hỏi Đi Đáp Luôn số thứ 8 của Mobile City. Và bên cạnh mình hôm nay vẫn là người lạ. Có lẽ là sau một đêm thức khuya thì bọn mình hôm nay cũng hơi mệt một chút. Và tất cả những thông tin gì về iPhone 8, iPhone 8 Plus cũng như là iPhone 10 thì bọn mình đã có những cái bài tổng hợp video rồi, các bạn có thể xem qua. Và bây giờ ấy thì bọn mình sẽ bắt đầu ngay với những câu hỏi nhanh. Và thực ra là những câu hỏi nhanh ngày hôm nay bọn mình lấy ra từ những chính những cái video mà bọn mình làm tổng hợp hôm qua về iPhone 8, iPhone 8 Plus cũng như là iPhone X. Đó. Câu hỏi đầu tiên dành cho người lạ. Người lạ đã sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Face ID sẽ xử lý ra sao nếu gặp anh chị em sinh đôi mặt giống nhau như đúc? Nghe nói rằng là dù là sinh đôi nhưng mà nó vẫn có cách nào đó phân biệt được và nó cũng sẽ vẫn phát hiện đúng. Đấy là nghe nói thôi, chứ còn cái việc mà nhận biết một cái khuôn mặt mà nó gần như là giống nhau đến 9 phần thì quả thật là khó đối với người, chứ đừng nói là đối với một cái hệ thống nào không phải là người. Do vậy là đợi máy về xong chúng ta cùng nhau thử nghiệm xem. Ví dụ như cùng hai người sinh đôi thử xem là nó có nhận ra được không. Nhưng mình nghĩ là cũng sẽ có phần trăm sai sót và phần trăm đó nó sẽ cao hơn bình thường. Phần trăm đấy là 1/1 triệu đúng không? Có nghĩa là bình thường họ nói 1/1 triệu là sai, nhưng mà phần trăm dành cho hai người kiểu như là sinh đôi thì nó sẽ rất là thấp, không phải 1 triệu nữa, có khi là chỉ còn tầm 1/1000. Em đang lo cho mấy bà ninja lip ở nước ta, không biết mấy chị này dùng Face ID kiểu gì, giữa đường cởi hết mặt ra. Cái này cũng là một cái đáng để lo, nhưng mà có lẽ trường hợp đó họ không cởi, họ sẽ dùng passcode. Vậy thì nhanh hơn là cái việc cởi khẩu trang xong rồi bỏ kính ra xong rồi dơ lên nhìn vào cái hơi vất vả. Do vậy là mình nghĩ là họ sẽ dùng passcode thôi. Chính ra cái này có thêm cảm biến mống mắt nữa thì ngon nhỉ. Nhưng mà mống mắt thì nó lại khác với lại khuôn mặt. Mình có thể tích hợp được nhiều cái mà, đúng không nào? Rồi ok, mấy chú Mobile City hơi rốt hay sao ấy, chỉ cần nhìn vào màn hình thì đã biết vì sao phải xoay camera rồi nhé. Cụm camera sau do nhét đèn flash vào giữa nên sẽ dài hơn. Cụm camera và cảm biến phía trước cũng vậy, thêm một loạt các cảm biến dài ra luôn. Giờ làm sao để cho hai thằng cùng xoay ngang được, đè lên nhau à? Làm sao để cho hai thằng cùng xoay ngang được? Chỉ cần nhìn hình đã biết vì sao phải xoay camera rồi. Cụm camera sau do nhét đèn flash vào giữa. Nhét đèn flash vào giữa không giải quyết được cái gì cả. Đây. Kể cả là nhét sang bên cạnh hay nhét vào đâu đi nữa thì vẫn có thể là ngang ra được. Còn tiếp theo là cụm camera và cảm biến phía trước cũng vậy, thêm một loạt nên cũng dài ra luôn. Đúng, cụm camera ở phía mặt trước nó rất là nhiều và cảm biến nó cũng nhiều, nhưng mà chẳng có lý gì lại giải thích cho cái chuyện là nó, cái phần đó nó có đủ dài để chiếm hết cái khoảng không gian của camera mặt trước được hay không. Tại vì bình thường mặt trước chúng ta cũng có camera, cũng cảm biến, cũng loa thoại, có đến 3-4 bộ phận đằng trước này, một số có cái còn có thêm cả đèn flash cũng chiếu sáng nữa mà nó vẫn nhét camera được bình thường, thì cái trường hợp này thì có lý nhưng mà cũng không hoàn toàn có lý đó. Ok, nếu bảo mật như thế thì chủ nhân đang ngủ, người khác họ cho iPhone 10 nhận diện khuôn mặt lúc đang ngủ thì ngon lành quá. Không phải mở mắt ra và nhìn vào máy thì mới nhận biết cái khuôn mặt được, chứ không phải là cái nhắm mắt mà chúng ta có thể nhận biết được. Vuốt để về hôm liệu có được coi là học hỏi từ BlackBerry hay không? Không biết họ học hỏi không, nhưng mà gần như đó là cái thao tác có thể dễ dàng sử dụng nhất nếu như mà không phím hôm. Nếu không phím hôm thì chúng ta chỉ còn phím nguồn và chúng ta thả âm lượng. Còn lại những cái thao tác trên màn hình thì họ cũng có một vài thao tác nhanh, ví dụ như là chạm mỗi một phát màn hình con iPhone 10 thôi là nó sáng màn hình rồi, chạm một phát chứ không phải double tap nhé. Và đó cũng là một cái tính năng hay. Tuy nhiên thì cái việc vuốt đó có người cho là học hỏi, có người cho bắt trước, nhưng mình nghĩ là nó cũng bình thường thôi. X trong số La Mã là 10 đấy thôi, có khác gì nhau đâu. Thì đúng, nhưng mà cái X đó chúng ta có thể đọc tiếng Anh nó là X, nó là cái từ chữ cái đọc là X. Thì bây giờ Apple họ là Apple iPhone X thì chúng ta cứ đọc là 10 đi chứ không đọc X nữa. 4K 60 khung hình trên giây thì Nexus 6P làm được rồi mà. Theo mình nhớ không nhầm thì Nexus 6P cũng chỉ là 30 khung hình trên giây thôi, chứ làm gì có 60 khung. Các anh nghĩ sao về điện thoại tầm trung của Sony rất hay chết cảm ứng, đặc biệt là dòng XA... Mình thì mình cũng không gặp nhiều trường hợp là XA hay là XA1 gì đó bị chết cảm ứng, hay là thậm chí tầm trung ngày trước giống như mấy con dòng M cũng ít gặp. Nhưng mà đại loại là nếu bạn gặp nhiều rồi có lẽ là cái lô hàng đó là vấn đề thôi. Mình không hiểu sao ông lạ để nói LG G5 nghe nhạc hay hơn iPhone 6. Mình đã thử nghe và nói thật là nghe như ... iPhone 6 nghe rất phê và được giới chơi âm thanh đánh giá rất cao. Mình cũng không hiểu sao bạn nói là iPhone 6 nghe nhạc hơn LG G5. Mình cũng nghe iPhone 6 nhiều rồi và mình cũng cảm thấy rất là 3 chấm. Riêng còn G5 thì mình không chơi âm thanh nhưng mình đánh giá rất cao. Nói chung là mình vẫn thấy G5 nghe hay hơn iPhone 6 nhiều về nghe nhạc bằng
cả tai nghe lẫn là loa ngoài của nó rất to. Đây là người lạ còn dùng cả 6S cơ, dùng cả 5 cơ, dùng còn song song với cả LG G5 cơ, đúng không? Đúng rồi, song song. Chào hai anh cho em hỏi là tại sao điện thoại bây giờ có 2 camera rồi mà vẫn phải dùng phần mềm thì mới xóa phông được? Tại sao DSLR lại không cần? Và tại sao cùng một thông số nhưng tại sao iPhone 6S Plus luôn chụp tốt hơn iPhone 6S trong hầu hết mọi trường hợp? Và cùng một cấu hình nhưng điểm AnTuTu của 6S Plus gánh màn hình Full HD lúc nào cũng hơn iPhone 6S màn hình HD khoảng 10.000 điểm. Có phải Apple ưu ái cho dòng Plus hay không? Rõ ràng là dòng Plus là dòng đắt tiền hơn thì nó cũng sẽ có một vài cái hơn. Còn về cái việc là tại sao có hai camera mà vẫn phải dùng phần mềm đơn giản thôi, đó là cảm biến ảnh trên smartphone nó quá bé. Ví dụ nó chỉ bé bằng cái móng tay, móng út của chúng ta thôi, cảm biến ảnh ấy. Nhưng mà trên máy ảnh thì nó có thể to bằng cả ngón chân hoặc thậm chí to hơn bằng cả bao diêm cơ. Do vậy là chúng ta sẽ không cần phải dùng phần mềm nữa mà vẫn xóa phông được, do cái xóa phông cũng một phần nó dựa vào cái kích thước cảm biến nữa. Và đấy là ý đầu tiên. Ý thứ hai là 6S Plus chụp ảnh đẹp hơn 6 tại vì nó có chống rung quang học. Chống rung quang học đó thì hoạt động chủ yếu giúp ích cho quay video, nhưng mà trong khi chụp ảnh thì nó cũng giúp chúng ta chụp đỡ rung tay hơn, thì nó có đẹp hơn một phần nào đó nhưng cũng khó nhận biết thôi. Và nữa, ý cuối cùng đó là tại sao với cái điểm AnTuTu nó hơn, thì mình nghĩ là nó hơn mấy đâu nhỉ. Nếu như mà cùng chip cùng RAM 6S Plus với 6S, vậy là chụp cùng chip cùng RAM rồi. Về phần màn hình nó khác nhau về độ phân giải thôi, thì hình như điểm không đến nỗi chênh nhau đến 10.000 đâu. Có thể là do đấy là điểm chênh những cái lần chấm. Ok, và đó là câu hỏi cuối cùng dành cho người lạ. Bây giờ sẽ là rất nhiều câu hỏi nhanh dành cho anh Dương, anh sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Mình có câu hỏi đó là Face ID trên iPhone 10 nhận diện được cả khi mọc thêm tóc, râu, đeo thêm phụ kiện, nhưng không biết có chào thua công nghệ make up bây giờ không? Make up thì chắc là vẫn nhận được thôi, nhưng mà phẫu thuật thẩm mỹ thì nhiều khả năng chúng ta sẽ phải xét lại cái nhận diện khuôn mặt đấy. Nhưng make up bây giờ của các bạn gái nó vi diệu lắm. Vi diệu lắm, chát phấn mà. Ví dụ lông mày bây giờ nó hơi nhờ nhờ, họ sẽ vẽ ra đen xì vào, xong rồi gắn mi giả, xong rồi má thì từ bình thường từ màu trắng nó sẽ chuyển sang màu hồng, hoặc là thậm chí kẻ mắt, kẻ đuôi mắt này thành màu bạc hay nào đó, rất là khó. Nói chung là phải thử đã mới biết được. Cho em hỏi, em vừa vào năm học mới, em muốn mua laptop cũ hoặc sách tay thì không biết Mobile City có bán laptop không? Và nếu không thì hai anh giới thiệu cho em một nơi bán rẻ uy tín được không ạ? Bên mình không bán laptop, và nếu mà mua ấy, thì mình thấy là laptop 88 cũng là một trong những đơn vị mà có thể gọi là mua được. 7-8 triệu hai anh sẽ mua laptop nào? 7-8 triệu thì mình đầu tiên mình mua cái máy nó tầm khoảng 6 triệu thôi, ví dụ như con mình mua là khoảng 6 triệu. Là laptop Latitude E6330 của Dell, thế xong sau đó thì mình nâng cấp RAM lên 8, nâng cấp SD lên thì nó rơi khoảng 8 triệu như là hợp lý. Có nên mua S8 giá 13 triệu không? S8 giá 13 triệu đáng mua đấy, nhưng mà kể mà giá mà nó khoảng 11-12 triệu thì còn ngon nữa, vì trước kia là Tùng Trôn nó đã định bảo mình là bán cho S8 Plus cũng tầm giá 13 triệu rồi. iPhone X ra là để kỷ niệm 10 năm iPhone có mặt trên thị trường, vậy để kỷ niệm 10 năm của iPhone SE ra mắt thì liệu iPhone SE có để kỷ niệm phiên bản thứ 10 có tên liệu có phải là iPhone SE gạch ngang X không? Hôm nay mình thấy ở trên các diễn đàn cũng rất là hay, các bạn đang rộ lên cái trào lưu này, không biết là có phải là cái này là vô tình thấy hữu ý ở trong cái marketing của Apple. Như đúng là đấy, iPhone SE mới ra mắt không lâu thì iPhone 10, nghĩa là iPhone X đã ra mắt rồi đấy, ghép lại thành iPhone 6. Và những và hình như là chỉ có SE với cả X là những cái tên gọi mà nó khác hoàn toàn so với cái cách đặt tên truyền thống của Apple thôi. Xin hỏi event tặng iPhone 6 lock là thật hay giả vậy? Là thật mà, mình tổ chức trên Facebook cá nhân của mình và trao thưởng trên Facebook cá nhân. Mấy anh bỏ cái intro huyền thoại à, không đồng ý nhé. Các bạn kéo xuống cuối video đi, các bạn thấy, nghĩa là bạn chưa xem hết video rồi. Em là một fan của Sony, cho em hỏi bây giờ giữa XZ Premium và XZ 1 nên mua em nào tốt hơn về mọi mặt cũng như là giá thành? Vì nếu mua XZ 1 bây giờ có bộ quà tặng cũng khá hấp dẫn. Câu hỏi rất hay đấy. XZ Premium với cả XZ 1 là hai sự lựa chọn rất là khó khăn. Nhưng mà mình sẽ lựa chọn XZ Premium đơn giản bởi vì XZ 1 nó không nâng cấp quá nhiều so với XZ Premium. Về thứ hai nữa là XZ Premium nó có màn hình 4K. Và đặc biệt nữa là giống như bạn nói là xét về mức giá nữa thì giá nó cũng sẽ rẻ hơn. Vậy thì theo mình nên mua XZ Premium vào thời điểm này hơn. Mình không hiểu về công nghệ, xin ý kiến hai bạn VS và S với Oppo F3 Plus, con nào chụp hình đẹp hơn? Mình thấy cùng cỡ độ F1.7, con nào đẹp hơn? Nếu mà bạn nói vậy là bạn nói về camera sau rồi. Camera sau của S7X chắc chắn là ngon hơn Oppo F3 Plus. Tuy nhiên là camera trước thì Samsung S7X là tương đối kém, nên thành ra là camera trước thì sẽ phần thắng sẽ thuộc với Oppo F3 Plus.
Anh ơi, giữa FE và Note 8 nên chọn cái nào vì mỗi cái ở tầm giá khác nhau và đều đánh bại hầu hết các đối thủ trong tầm giá? Ở thời điểm này thì đừng nghĩ đến chuyện là mua Note FE nữa. Mua thì nên đợi khoảng một vài tháng cho cái chiếc Note 8 nó giảm giá xuống, nó bình ổn giá thì nên mua Note 8 hơn. Cho em hỏi công nghệ loa HTC và Sony hãng nào được người dùng đánh giá cao hơn? Ở trên điện thoại thì loa ngoài của HTC nghe khá là hay. Tuy nhiên là về bạn nói là công nghệ loa thì loa của Sony chắc chắn là ngon hơn HTC rồi. HTC không có quá nhiều tên tuổi trên thị trường loa, nhưng mà Sony thì có rất là nhiều. Ngày trước thì HTC còn có kết hợp với Beats Audio, nhưng mà Beats nó lại không phải là do HTC sản xuất. Kể cả sau này cũng kết hợp với cả Harman-Kardon, nhưng mà cũng không phải là của HTC sản xuất ra. Còn Sony thì những cái loa của Sony thì nghe hấp dẫn. Và đó là câu hỏi cuối cùng dành cho anh Dương. Và các bạn còn bất cứ những thắc mắc hay là những cái đóng góp bổ sung ý kiến gì, hãy cùng comment từ dưới video. Comment như vậy để chúng ta có cơ hội nhận được sim dữ liệu di động 4G từ chuẩn store. Và cũng quên mất, đó là trong số 8 phần A ngày hôm nay thì bạn được tặng sim sẽ đoạn là bạn Quân KP với câu hỏi là Face ID xử lý sao nếu gặp anh chị em sinh đôi. Đấy là câu hỏi mà anh Dương đã chọn ra. Còn bây giờ thì hai em và mình xin chào và hẹn gặp lại. Nếu bạn đang thắc mắc không biết chiếc máy nào sẽ có hiệu năng tốt hơn, hay camera của chiếc máy này có đẹp hay không, hoặc chiếc máy này pin dùng được 1 tuần hay không, và còn rất nhiều nữa, nếu bạn đang thắc mắc thì hãy hỏi đi, bọn mình sẽ đáp luôn.